phơi đồ thiếu ý thức, bị nhắc nhở còn lớn tiếng chửi lại hàng xóm. Nhà mấy người giàu có máy giặt máy sấy thì đồ lúc nào cũng khô ráo á, phơi chút là khô rồi. Đỡ hơn á, sao mày cái đứa thiếu ý thức như mày. Thôi lên đi. Trời ơi. Ôi trời. Cái gì vậy trời? Sao mà ngày nào cũng treo đồ nước dĩa tùm lum tùm la vậy nè? Thiệt tình á, người gì đâu mà không có ý thức gì trơn á, ở chung mà làm như ở một mình vậy á. Tụi phải quay lại. Nè, mọi người coi nè. Đó, ngày nào hả, bà phơi đồ bà cũng treo nước rồi nè. Đó, đồ thì người ta treo ở trong đi, có cái hành lang làm gì không treo mà cứ để nước rồi nè. Nè, đó, nó nhiễu tùm lum tùm la hết trơn luôn á. Người ta đi ra, đi vô hả, nó văng lên đầu người ta. Rồi xe cổ ở đây tùm lum. Sao mà con người sống gì không có ý thức gì hết trơn vậy trời. Thiệt tình luôn á. Ăn học đàng hoàng mà sống không có một chút ý thức. Làm như ở mình. Cô gái này luôn tỏ ra phiền phức vì người hàng xóm ở tầng trên sống thiếu ý thức. Mặc dù phòng có chỗ để phơi đồ nhưng người này luôn móc vào lan can để phơi làm cho nước thường xuyên nhiễu xuống đường, khiến cho những người sống chung đi qua đi lại lúc nào cũng bị ướt. Không chỉ một mà là rất nhiều ngày đã trôi qua, nhưng người này cứ thế để đồ ở một chỗ để phơi, khiến cho nhiều người sống chung trong căn nhà trọ tập thể phàn nàn, nhưng vẫn không có dấu hiệu sửa đổi mà vẫn cứ chai ly để đó. Sao mà ngày nào cũng phơi đồ kỳ cục vậy? Chồng, cái gì vậy? Đồ của chị đúng không? Ừ, đồ tôi mới phơi á. Sao mà ngày nào chị cũng phơi đồ ở ngoài vậy, nước nó nhiễu tùm lum. Nói nghe nè, mốt mà chị có phơi á, chị bỏ vô trong hành lang chị phơi đi, chị ấy phơi trên cái xào á, chị đừng có móc ra ngoài nữa. Trời ơi, móc ra ngoài thì mới nắng nó mới phơi được chứ, nó mới khô đồ chứ, để bên trong mà sao khô nổi. Thì bây giờ nếu mà chị móc ra ngoài đi thì chị chịu khó chị dắt cho nó khô nước rồi chị móc ra. Chứ bây giờ chị nhìn nè, đó, ngày nào á đi ra đi vô cũng dính nước máu của chị hết trơn á. Ủa tôi thấy bình thường mà ta, đâu phải ngày nào tôi cũng giặt đâu, 2-3 ngày tôi mới giặt mà bữa giờ cũng đâu ai nói gì đâu. Cho bây giờ là chị nói vậy luôn, nhưng bây giờ không chỉ cái nước phơi đồ đâu, mà có mấy hôm trời gió nó lớn hả, mấy cái đồ lớn đồ nhỏ của chị nó bay tùm la rớt tùm lum như này nè, chị không thấy mắc cỡ hả? Trời thì sao biết được, trời gió bữa nào sao tôi biết được, thì giống như tôi thì nó rớt thì thôi thì đâu mắc cỡ trời. Mà nói nghe nè, bữa giờ tôi phơi bình thường không ai nói gì trơn á, mà sao cô cứ lải nhải hoài vậy hả? Nè, không phải người ta không nói, mà vấn đề là người ta ngại, người ta không muốn nói ra, người ta sợ chị ngại, với lại hả, người ta không có chấp nhất chị thôi. Chứ mà với lại em nói nha, sống chung với tập thể với nhau chứ không phải một mình sống có ý thức một xíu cho người ta kính trọng mình chứ có đâu mà sống kiểu gì kỳ vậy. Ơi, nói nghe nè, nếu như mà cảm thấy ở đây mà không được nữa thì mình đi ở chỗ khác đi. Đó giờ tôi phơi đồ vậy không ai nói chứ, có mình cô nói à. Người đi chỗ khác là chị á, có một mình chị phơi đồ làm ảnh hưởng người khác thôi à. Hai người cứ thế mà cãi nhau, đến khi có sự xuất hiện của người chủ trọ thì tình hình vẫn không thay đổi. Cô gái kia lấy lý do là nhà nghèo nên muốn phơi đồ để ở đâu thì để, không quan tâm đến mọi người xung quanh, khiến cho cả người chủ trọ lẫn cô gái tầng dưới không khỏi bức xúc. Suốt ngày bà móc ra ngoài vậy đó, rồi nước người ta đi ra đi vô nó nhiễu lên đầu người ta. Có hôm hả mấy cái đồ lớn đồ nhỏ của bà còn bay tùm lum tùm la, nói không biết mắc cỡ mà còn chửi lại nữa. Trời, sao tự nhiên phơi đồ sát ngoài hành lang vậy chứ vậy? Anh làm cái hành lang thấy không? Em có cái chậu đồ em phơi sát vô trong đi, nó cũng nắng vô nó khô mà sao để đây kỳ vậy? Trời anh ơi, anh nói trong hành lang đó là những người ta giặt bằng máy, nó sẽ nhanh khô hơn là của em giặt bằng tay. Thôi người ta nói vậy thì thôi, mình ở tập thể á, mình chịu khó, mình sống chung với người ta, mình ý thức một xíu đi. Em phơi vậy không? Nước nó nhiễu vậy nè, anh đi ra còn ướt thì nói gì người ta? Thôi mệt quá. Còn mày nữa đó. Tao sao? Mày bớt nhiều chuyện đi nha. Nhiều chuyện cái gì? Tao làm cái gì để chuyện của tao. Có ngày tao giặt cái mỏ mày bây giờ. Nè, mày thử mày giặt cái mỏ thử coi, mày sống sai, mày không thiếu ý thức mày còn nói hay mày? Im nha. Còn anh nữa. Sẵn đây á, có anh em nói luôn, em không ở nữa. Ở không chung, ở đi ra cho khác mày. Ở chung với mấy người nhiều chuyện đỡ hơn á, sống chung với cái đứa thiếu ý thức như mày. Thôi lên đi. Trời ơi. Thứ gì đâu á. Người gì đâu mà có ăn có học mà sống thiếu ý thức. Thôi kệ đi, để lên giải quyết cho. Thôi như mỗi người nhịn tiếng đi chứ, giờ ai cũng gây lộn, ai cũng vậy hoài sao chịu nổi. Để lên giải quyết cho. Mà ghê, anh còn dọn rác trển này nè. Vậy nha. Thực tình không hiểu luôn á.